Ở đây mình có một cái ca sữa, một ca sữa rất là đầy sữa như thế này. Và đây là một tờ giấy rất là bình thường. Mình sẽ cuốn nó lại như vậy thành một cái phễu. Và bây giờ mình sẽ rót sữa vào trong cái phễu này. Như bạn thấy, mình rót sữa vào như thế này. Và sữa thì chảy đi như thế này. Và sữa nó đã biến mất rồi. Bây giờ mình sẽ rót sữa vào trong cái ly này. Và như bạn thấy thì ở đây mình có một ly sữa và sữa ở trong cái phễu này. Nhưng mà đây là cái tờ giấy thần kỳ, búng lên một cái thì bây giờ mình mở ra. Tờ giấy không có gì cả, không hề bị ướt và sữa đã mất tiêu. Và nên nhớ, sữa này là hoàn toàn bình thường, sữa bình thường có thể cho khán giả uống được luôn. Thì đó chính là trò thuật này.